ơi, chào cả nhà nha. Mới bị té cả nhà ơi. Nay mấy má con hải ca tiếp tục ra cánh đồng lúa nữa cả nhà. Hôm trước là mình xuống sông. Rồi, hôm nay chọn hải ca cả nhà. Mấy cái đồng ruộng rồi nó ngập nước nó lên hết trơn rồi. Thì hôm nay hải ca chú tía về ở đồ. Trời đất ơi là trời. Trời đất, nó có cái hụt đó kìa. Thì nói chứ chọn hai ca đó nha. Mấy bữa nay là nước nó lên dữ lắm. Nó ngập hết cái cống ruộng luôn. Thì hôm nay mình sẽ ra đây. Mình đi mò con trai xong nha cả nhà. Mình kiếm con trai xong. Ra cái kinh cỡ này nè. Thôi bây giờ hai ca ra tới kia. Quay tiếp cho nhà xem nha. Gì mà hoài vậy? Khúc này hết rồi. Cả nhà nhìn cái đồng lúa cho hai cây nè. Bây giờ là nó đang vô cái mùa mà thu hoạch lúa cả nhà. Lúa vàng ươm cả nhà ha. Bây giờ mình sẽ qua cái bờ kênh chỗ mà con sông nó đổ vô, mình đi mò chai sông nha cả nhà. Hết rồi. Thì bây giờ Hải Ca với tía với mẹ Hương sẽ xuống cái chỗ này để mà mình mò xem là có chai hay chim chép gì không nha cả nhà. Tại vì mấy nay nước nó lên nhiều quá. Nói chung cũng này. Ê, con gì? Chỗ Hải Ca thì mấy cái con này á có mùa nước lên nhiều lắm cả nhà. Đường nào mẹ? Đường gì á? Hai con chim chép. Hai con chim chép. Mỏ này bên đây nhiều mà. Ít. Sai rồi cho nó luôn.
dâm dễ thương mà. Con quần nãy giờ đây con trai tặng bằng tay của em luôn cả nhà đó. Dựng trai chết đó mẹ. Trai chết á. Được lai gai rồi. Bà báo bắt bên kia có không ta? Có mấy con, có cái thằng con chim chép không à. Ô ô ô ô. Rồi vậy. Được hai con nè. Ơi cha nè cả nhà ơi. Nói chung là nãy giờ nè, cả nhà nhìn nè. Rồi cho em đợi chắc đấy nha. Đây thành quả của mấy đứa con 2k nè cả nhà đó, chai nè, chai xong nè, quá trời luôn. Thấy không? Mấy con bự bự không cả nhà. Với ở trên kia của cô mình với anh Tư á thì một gấu nữa đó, một tí xíu nữa lên ha, mấy cha con 2k sẽ ngâm nó một tí rồi mình luộc nó lên mình ăn tại chỗ nha cả nhà, giống như mình đi sinh tồn vậy cả nhà ha. À, đi chưa? Ghê ghê ghê. Đâu nãy giờ mày được nhiêu bỏ ở đây rồi? Bỏ em gỗ kia thôi. Đây cả nhà. Đó, bây giờ Yên báo đi mò cả nhà. Thấy mò nhiều quá mê cái đi mò luôn rồi. Đây. Nãy giờ mấy ấy da, cái gì đâm đứt vậy? Đây. Làm cái khúc cây. Nè, nãy giờ quá trời luôn cả nhà. Mò là có mò có mà. Có không mẹ, nhiều không? Đâu, của ba đảo ra coi. Cái bịch của ba đảo ra coi. Trời ơi. Đi nước không cho trời. Mới đẻ không à. Đâu. Đi chưa? À, ô cũng quá trời nè. Đó, đã chưa cả nhà? Ôi ôi. Nguyên một thao luôn cả nhà ơi. Tí nữa mình là qua mình kiếm cái gốc cây mình mát mát cái mình nè. Mình lột lên luôn nha cả nhà. À, tới Yên báo à. Yên báo vậy, Yên báo đi mò. Ngồi giờ được khúc cây không ạ? Cắn lấy thao bự được rồi, mới chịu. Trời ơi, nguyên thao này cả nhà nhìn nè. Nguyên một thao đầy luôn nè. Toàn là chim chép với chai không à. Không vô đích rồi. Cái gì? Ở quần ống rộng á, mấy cái lúa không vô đích hết trơn. Ok, thôi bây giờ mình tranh thủ mình mò thêm tí nữa cả nhà nha. Xong cái mình băng cái đám ruộng bên kia. Trời ơi, vậy cũng đợi đi xuống. Trời ơi. Sướng dữ giờ thiệt. Đâu đâu đâu, mẹ rửa sạch đó mẹ. Trời ơi. Thấy gì chưa, thấy mẹ mày chưa. Những báo nãy giờ làm gì được con này. Thôi, bỏ vô luôn mẹ. Trời ơi, nó bự kìa. Mò sò không mò mò đất tôi chi vậy trời. Đúng. Trời ngốc. Những báo làm gì vậy? Cháu vô người đó chứ gì. Chùi vô, khó chịu quá. Ôi, bả hả? Mày thấy cái giò chưa? Té nó giờ. Ôi, ơi, ơi, ơi. Khúc này có bùng à. Khúc này có bùng mà mới có nhiều. Mên, mên. Ui, dạ. Ôi, dạ. Ê, cho. Cái này là làm như bùng nhiều nè. Khúc khá nó hết bùng rồi. Tự nhiên đi gà cái đụng cái con gì à, ngay cái tay mà bự cái nhà dở lên nguyên chai nha. Cảm giác nó đã mấy nhà ơi. Bây giờ cái giò cũng mò được. Đầy thao luôn rồi. Trời ơi, khúc này quá trời luôn nè. Mẹ. Ơ. Cháu ơi, thao cho. Mẹ. Đâu rồi? Sao lưng gà, sao lưng gà? Đồ, có lý. Cái này làm như bùng nhiều. Ây da. Sáng lấy thật. Quá trời luôn rồi, khúc này quá trời rồi. Vô mánh rồi, vô mánh cả nhà. Ngồi dài lên kia chắc còn dữ nữa à. Thì nói chứ nãy giờ gia đình 2k cả nhà mò này cũng được mấy ký cả nhà ơi, chục ký hơn không ba, nhiều cả nhà.
Thì bây giờ sẵn đây rồi, có sáng mình có chuẩn bị mấy cái nồi này nha. Bây giờ Hải Ca sẽ luộc một mớ chai với một mớ chim chép lên. Đó, rồi mình ngồi đây mình cùng ăn đây luôn nha cả nhà. Ăn chua luôn nha. Đó. Đây nè. Nước hang này. Đổ ít đi. Đổ nhiều không? Nước mà. Đi. Đó ít nước thôi, như hấp thôi. Ok nha, bây giờ mình sẽ bỏ lên rồi mình luộc nha cả nhà. À, mấy con chai cả nhà thấy không? Chai xong rồi. Đó. Ok. Để cái nắp lại. Đủ đồ hết cái mình đem quá chai đồ luôn cả nhà. Đây là muối ớt nè. Ha. À, muối ớt Yến Báo nè. Đây là cái gì? Chấm chéo nè, hồi tí mình chấm với này luôn. À, tắt ớt luôn. Đó, muối tiêu nữa. Trời ơi, nay mày hư đem quá trời luôn. Đem quá trời mà không đem gì á. Để cho nắp gồm lên rồi. Cả nhà biết sao? Dưới đây là nguyên một ổ chuột luôn cả nhà. Nãy giờ chui vô mấy con rồi đó. Đây gió cả nhà. Ok. Bây giờ thôi bây giờ hãy cả đợi nó chín thì mình sẽ quay tiếp cho cả nhà xem nha. Bây giờ đi phơi đồ cả nhà. Ướt hết trơn. A few moments later. Quá trời luôn. Rồi, tắt bếp đây. Tắt bếp đây. Đây cả nhà. Chim chép nè. Càng bự càng dai. Mình làm thử cái này nha. Mình lấy này nè. Đó, thì là kệ nó cả nhà ơi, ăn trước đi rồi tính sau. Đây, nói chung Hải Ca mời cô chú anh chị nha. Ăn con chim chép. Ô, chấm vô đây nè. Ôi, con này nha. Để xanh đôi gì vậy? Xanh đôi. Trời ơi. Nè cả nhà. Vô. Nè. Ôi đấy á. Con xanh đôi luôn. Ôi, mụn quá. Ôi, ôi. Mụn không? Con này mới xanh đôi nè. Nó mụi. Con chị chép ăn đây. Trời ơi. Thử con trai ơi. Mời cả nhà. Đây nè, quất con này thử coi. Ăn đi. Ừ. Nóng quá. Bóc đi, bóc đại đi. Cứu em. Sáng giờ là mấy anh em Hải Ca chưa ăn gì hết cả nhà. À, bây giờ quất cái này buổi trưa luôn nha. Đúng không ba? Nước sao? Nước ngọt. À, dài quá. Nãy nước luộc đổ muối tiêu vô. Muối chép nó dài quá, còn này căng dài dữ luôn. Nè, cả nhà nhìn nè. To quá bị thôi. Ờ, mới móc đi đem theo cái kéo. Con dao kìa, ta cắt ra. Con dao rồi xẻ cái bụng nó ra thử. Bụng có không. Mày thích cái này. Nói người ta thiệt. Rồi đây, quất trắng nha. Quất đại đi. Đường nào về cũng đau bụng rồi. Có sao mà nói vậy. Đây, mời cô chú anh chị nha. Nè, nhìn con trước nào. Dài sao mình được mình con này càng bự càng thấy sợ rồi trời. Có con dao kìa sắc ra dài quá nhà không đứt im á tư ơi im ai giờ em quốc hết rồi luôn cả nhà hơi bị ngon á ngọt ghê. Con này chưa bật cố luôn mà. Bây giờ cắt ra cho nó nguội. Lòng thòng thấy gớm không mình. Thầy quánh giáo. Chứ phải để bụng nhiều con à. Đâu có đâu, con ăn bình thường mà tại bự quá. Bắt con bự thì ha mà ăn. Đâu rồi, này thôi. Nó dài quá. Nè thử con mẹ. Sợ nhai răng giả nha không đó. Đây, trên này làm miếng nước cả nhà. Chém chép. Bỏ miếng muối tiêu vô được không ta? Được không? Muối ớt á. Phải hấp tước ấm ấm bụng. Được được được. Bây giờ anh thử nghe cả nhà. Con nhỏ nó còn dai. Còn cắt bay cặp xạ ha. Này tao nói nhức cái nắp kìa này. Được không anh Tư? Chảy sữa kìa. Tại sao nó không ra nước màu đen mà ra nước màu trắng vậy? Đi hỏi nó. Hỏi câu ai biết đường trả lời.
Con bự bự ăn nó dai ghê á. Đâu mà làm thương con rồi kìa. Nóng. Nóng nè, con này nguội nè. Thấy ở trong ruột nó nóng hổi à. Đây nè bố, con này nguội nè bố. Nóng lắm. Đây nè, con này đẩy nãy giờ nguội nè. Ôi, tặng mình đầu anh không à. Ôi, vô. Trời ơi, con bự quá trời ăn cho nhai nổi. Một bàn. Chúc đại đi. Một bàn nhặt găng luôn à. Chế khăn đi. Mà lúa không nghe nè. Mò nó lúa. Ở nhà chúng con là thấy thèm á. Ờ, tiêu rồi. Cửa cửa nó, đuôi cửa nè. Nhúng vô cái nồi cái. Lấy ngồi mà kêu nhúng nồi nóng nữa. Đây, ngoài cả nhà con chăm chép. Ủa con này con gì? Trai. Trai nè. Con nóng. Con nóng hả? Nó ngoài nãy nó ngủ rồi. Dài lắm cả nhà, mấy con này cũng lâu năm rồi nè. Dài lắm hả mẹ? Ok cả nhà. Thì nói chứ sáng giờ cũng quần mò dưới mấy cái mương cũng được mớ cả nhà. Cũng tranh thủ mình là làm một nồi ha. Thôi bây giờ Hải Ca cũng tranh thủ kết thúc video ở đây để còn chạy về bên nhà nữa cả nhà. Chào nhà cũng khá xa cả nhà ha. Thôi bây giờ tạm biệt mấy cái cánh đồng lúa này nha. Bây giờ mình về nhà kiếm gì cho anh Mai Hương tiếp nha cả nhà. Ok, cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì em xin chào tất cả mọi người. Bye bye cả nhà mình.